Đồng bọn tới à, đồng bọn tới à. Này Thanh Lửa tới trước hả? À? Chú Tân bên đây. Anh Tân chứ. Đi đông đông để vui. Có người nó dốc rồi chứ đâu buồn. Mà anh xài toàn là 379 không à. Này xe anh Tân à. Này là anh Michael. Còn này là anh Thanh Lửa, chán mắt có đâu thấy gì đâu. Năm anh em. Còn Tú nữa đi đâu rồi ta? Đây là ba mạng với em là bốn rồi, còn Tú nữa. Hồi xưa dân Cali thích xài 379, dân mà lái lâu năm á, tôi thích xài 379 nhiều. Hồi xưa dậu rẻ, giờ dậu mắc quá, ai cũng ngán hết. Tú nó còn cách cỡ 20 mai. Mấy xe này là toàn tivi không nha. Này giờ uống dầu dữ. À, anh Tân chạy đã luôn hả? Chạy đã luôn. Ăn ma, ăn cơm ăn cơm ha. Vô đi mua gì ăn đại cho rồi. Vô đi mua đại bánh mì ăn cho rồi. Đây nè, đây nè, trong đây nó bán lum đây nè. Cơm hả? Ờ cũng được. Đợi Tú có xe Tú ăn. Tú nó chừng 20 mai nữa. Hello anh Michael. Hả? Lâu rồi. Tới tiếng mấy đồng hồ rồi. Thùng Tú với lại thùng mình lần thứ cùng năm luôn, cùng đời luôn. Tại order ăn lượt á, lúc anh Thái nó order thanh bán cho Tú. Năm anh em đi chung cho nó vui. Việt Nam kêu là năm anh em trên chiếc xe tăng đó rồi. Còn này năm anh em trên chiếc xe tải.
khu này nó xài xe bồn, nó xài đầu xe bắt quá trời luôn á. Nãy giờ thấy nó không à, một chiếc, hai chiếc, ba chiếc. Giờ anh em chuẩn bị ăn cơm, kêu vô trong ăn không ai chịu vô, cho nên đòi ăn ăn cơm nhưng chịu ăn mì trong. Cái này còn có nóng cơm mà phải không? Hấp lại miếng rồi, bên đây sợ không đủ á. Thấy đồ ăn rồi, bốn tô đứng dưới đất. Đứng bên hơi dưới đây xe nè, bên hơi chơi cái đít nè. Đỡ hơn cái xe mình. Ngồi đây nè, xong đem xuống đây nè, nó rộng. Volvo của anh Tú đó nha, 2012 hay gì á. Số tự động à. Về 3 tháng nữa xe nó có bàn ăn à. Số tự động à. Tú biết cái này gì không Tú? Cái thắng trailer. Hồi xưa anh xài chạy container anh thắng bằng cái này không á. Lỡ cho lỡ bọn thắng xe mình á. Thắng về tới tới cổng xe lửa là cái thùng container nó cháy khét nghẹt luôn anh ta. Để xuống đây nè, đem đâu, đây nè, đem đây nè. Ờ để đây nè. Để đây nè. Ừ. Đó ba tỷ tay. Ngồi đây ăn đi hả? Thân cái canh luôn ha. Mình kêu vô giống ăn cho rồi, mình kêu ngồi đây ăn cơm. Rồi ngồi đây đứng đây nè, người múc tô rồi. Sao không đủ đồ ăn đó chứ, không giờ hết đồ ăn này vô trong đó đâu còn đi mười mấy ngày. Đi có chục ngày à. Tôi cơm hoành tráng lắm nha, giỡn nha. Có dưa nè, có cá nè nha. Cá kho cà nha. Cải chua nha. Hoành tráng lắm, đừng có giỡn à. Chỉ có cái nồi cơm hiệu này mới xài nổi thôi nè. Chứ mấy cái nồi cơm khác là xài vài bữa là đứt à. Em xài chừng 2 tháng đứt cái à, chỉ có nồi cơm nó mới chịu nổi. Nè mới mà. Đâu mà bữa mà đi ăn buffet á. Đi ăn mà seafood luxury là bữa định ăn ở nhà đó. Vậy cái nồi này cũng tốt mà ha. Giữ hơi lâu à. Cái nồi nó ngon á. Làm lại miếng đi giọt luôn ấy. Rồi chúng ăn đúng. Canh đó, anh em xe tải thì chỉ có vậy thôi đó. Ủa, ăn có sung sướng như như đó. Không có sung sướng giống trong phim người ta tụi nó hay làm đâu phải không. Anh ta thấy thấy người ta làm ăn sướng quá sao mà còn xe tải mình nó kỳ. Ở đây mới là cuộc sống thực tế của xe tải là chứ còn mà nhiều lúc sướng thì cũng sướng dữ lắm ha. Cũng khổ khổ tơi tả đúng không. Lúc sướng cũng có sướng. Mấy bữa cái nhà đâu chịu đâu có biết mình khổ đâu đúng không? Đúng rồi, mình nếu nếu mà không quay phim thì không biết đâu. Lúc nào cũng nói mình sướng hết á. Đúng rồi. Không lái không có lại đâu mà cực hả? Đúng rồi, lái không có lại đâu cực. Đúng sao à. Có nhiều người lắm nè. Em nè, nói là cái cái nhà đó. Em không có nói hả nghe. Em không có nói mấy đó. Tao nói bán quỷ cái ở nhà. Vô nhà. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Vô nhà là khỏi vô nhà luôn á. Có nhiêu chua đó nè. Chua.
Ở đâu có đồ ăn hay vậy? Hả? Ở đâu có đồ ăn hay vậy? Mua với bộ xà. Mua nào? Một bữa trước khi chú tới. Ồ, trước ngày hả? Ngày đâu? Rồi. Đúng rồi hả? Anh Đanh chuẩn bị chuyển nghề luôn. Có chuyển nghề. Đó là giờ nằm đó mà không thấy. Ai dở. Thôi anh Vũ ở nhà anh thấy cảnh này rồi đúng không? Ăn xong rồi đạp cái vô luôn cái vậy. Để tới đó còn nhiêu tâm? 400 mai nè. Đó, 300 mấy rồi đó. Ừ, mấy hả? 6-7 tiếng rồi. Anh bác đi cũng lẻ à, 3 ngày mà mới tới đây. Ừ, đi 3 ngày á. Muốn ăn hơi đó, nãy đậu bít hết luôn á. Muốn đậu ra tới ngoài đây luôn. Nói anh Dũng ngoài anh thấy hơi cực khổ quá hả? Tính rằng Tú mua thùng hơn nữa Tú hả? Hả? Tính rằng Tú mua thùng hơn nữa hả? Vừa mua lên cái dẻo. Có một tháng chứ mấy? Ờ, mấy ngàn? 22 đúng hả? Còn có sao? 22 luôn. Mà ảnh mua lâu vậy? Mua sau em cỡ tháng rưỡi, 2 tháng. Đùng này nè, chứ thùng em là không bộ á. Nhưng mà giờ xuống giá lại rồi phải không? Mua 60 á. 60, bây giờ vẫn 60. Ờ. Mà anh Thanh vẫn phải đặt. Mà giờ loại này không còn ở đâu, loại inox không còn nữa. Nhưng mà nó ờ, mấy cái này thì phải đặt đúng rồi. Cái này rồi. Anh phải đặt mà nó không làm nữa. Không làm nữa. Không làm nữa. Cái này hả? Dạ. Giờ nó không làm nữa. Bữa ông kia đặt nó không làm. Ông kia không bán cái thùng không mà cũng mệt đó. Vừa mới bán con tháng sau là cái dù. Cái của ông đang chạy là 85 ngàn á. Ờ không thôi. Rồi. Quá hết. Cái của anh Sơn là 72 ngàn. Cái ông nào có mấy rồi. Cái ông mà bán lại cho ông Sơn bán về cái thùng này luôn. Rồi nó. Rồi ông đang kéo cái thùng bây giờ là 85 ngàn. Nó ổng đâu thùng người vậy? 85 ngàn mà chỉ được như thùng thủy tinh thôi nha. Nhưng mà ổng ở đâu mà thùng nhiều vậy? Ổng mua cái thùng này, ổng bán nhân Tú 40 ngàn. Xong đi mua thùng 8 mấy ngàn thì ổng có lời không? Ổng mua, ổng bán cho em 45 là ổng lời được 8 ngàn. Đúng không? Ổng nói có cho bà hả? Có cho bà không? Chú lời, ổng đâu, à, không ai nghĩ thùng mua lên dữ chứ á, Lăng ơi không? Thùng mà nghĩ lúc đó là nó. Ồ. Nó ổng bán là chưa lên hả? Chưa. Không ai nghĩ mà nó lên kiểu đó, lên gấp 3 lần luôn á. Ông biết ông đâu bán cho em. Chuối mới á. À. Chuối. Chạy á. Không ăn chuối. Anh không ăn cái này nữa. Này hả? Cái này là chảy chạy hả? Đó, chuối là không bị giọt bẻ. Nó có chất mặn. Ừ. Nó có chất mặn á. Nó giữ nước trong người. Hoài luôn á. Bây giờ mà chồng cái tay dài nó nên số lần hồi cũng bị giọt bẻ. Vậy rồi, mà thêm uống mắm nhiều. Rồi ăn chuối nhiều không? Rồi ăn chuối cái khớp xương, giọt bẻ á. Đừng tai biến á. Không có nước mắm, lại ăn nước tương nhiều là. Ừ, no lúc mà nước mắm. Mày đừng tai biến á. Nói là cái xả
Ai giờ bẻ thì mới biết. Đó, có nhiều lúc nước mắm ra biển múc nước uống phải lắm. Không quá, có nhiều lúc bên đây nè. À, anh em ăn xong rồi trời cũng tối rồi, giờ bắt đầu đã một phát một là vô luôn tới thằng chỗ giao hàng luôn, vô Đà Lạt luôn, còn khoảng 300 mấy chục mai nữa. Đi năm anh em thì nó đỡ buồn xíu, vô là đi đạm phát một tới luôn á, sáng sớm 8 sáng giao hàng. Em ra hết rồi, còn anh Michael ở lại hả? Là sao hả? Sao anh làm sổ tay ta? Cái này khu này là đồng quê luôn á, đồng quê luôn, đồng ruộng bao la luôn. Đi về đường đông đông vậy thì chạy đỡ buồn. Chân ở đây đẹp quá hả, chân tròn vo luôn à, chân tròn tự nhìn tụ bóng đèn không hả. Thấy con chân đang tròn vo nhìn tự cái bóng đèn đó. Ở khu này là có mấy mỏ dầu á, đây mấy giếng dầu quá trời. Trăng tròn đẹp quá. Ở đây bác quay mấy cái này á là mấy cái cảnh là người thật diện thật á, chứ bác không quay, bác không có quay màu mè, hiểu không? Không quay lựa cái nào mà tốt quay, còn cái xấu là không quay. Nhưng mà quay, bắt quay hết. Bắt quay theo cái kiểu như là người thật diện thật, là cái gì mà thực tế cuộc sống anh em sẽ tải ở Mỹ như thế nào là bắt quay hết. Chứ mà không có có dấu diếm, không có lựa cái tốt rồi mà quay, còn cái xấu thì lại không quay. Bởi anh em mà coi có thấy cái gì mà nó không có, coi mà thấy cái gì mà thấy nó tiêu cực, nó không tích cực á thì cũng thông cảm giùm á, tại vì thực tế cuộc sống anh em sẽ tải nó là như vậy, chứ không phải là bắt đặt điều thêm hay là chế biến gì thêm. Nó chỉ quay là sự thật nó là như vậy, là như vậy thôi. Chỉ còn có 3 mai nữa là đến chỗ giao hàng rồi. Giờ này là cũng gần 1 giờ sáng rồi hả?
12:30 mấy à. Anh em đã tới được 2 người rồi. Còn 3 người nữa chưa tới. Trời ban đêm nhìn thấy vắng, đường xá vắng hả, buồn hả? Đường xá vắng tanh. Thành phố Đà Lạt nó bự ghê á, quá trời bự, tới mấy cái đào thao luôn mà. Ở đây là Việt Nam ở rất là đông luôn, quá đông. Quá bên phải hãng quá trời bự luôn à. Chỗ bao la. Take the exit, then turn right onto West Trinity Boulevard. At the light, turn right onto West Trinity. Trong tắc nó là rùm rồi đó cơ. Giờ là sáng thứ hai. Sáng thứ hai rồi bắt đầu xe tải ra làm việc à. Anh ngủ ở đâu vậy? Để coi mấy anh ngủ ở đâu vậy ta? Thấy ông nào bên này không ta? Ông đi đâu chứ, tao không thấy ông nào gì. Đậu xíu làm gì bóp kèn ghê vậy. Ủa chỗ này đậu đảo quá, sao mấy ông đậu đâu cho người ta? Chỗ này quá ơi là sung sướng luôn, không ai đậu đi đâu chứ người. Ok, gọi mày ổng kìa.
Thì ra là mình tới trước tụi nó luôn, tới trước Tú luôn. Tú nó về xe cái thùng nó về xéo không ta, nó về không có thẳng à. Anh em tới đây là cũng gần 1 giờ, 12 mấy 1 giờ. Về xe vô sông nó 1 giờ. Đèn xe mê cổ cũng sáng gớm luôn. Giờ này anh Thanh mới tới, người ta muốn đi ngủ hết trơn rồi. Yeah, đi mất cái đầu xe thằng Tú thôi, có gì đâu mà dòm. Cái anh Michael, anh Thính Hạ Thục đang làm gì vậy ta? Dần lái lầu nằm về có khác. Qua sao cái đầu lại ngắn hơn ta? Thấy đầu 39 sao ngắn vậy ta? Đúng rồi, ngắn cái phòng xe bắt à. Nó chính thượng dài lắm. Rồi thôi đi ngủ, sáng qua giao hàng. Giờ anh em sáng sớm chạy qua đi giao hàng, ngủ ké hãng kế bên. 7 giờ sáng chạy qua, mà không biết nó nhận hay không nữa. Tại vì cái lô hàng mình là tới 11 giờ mới giao luôn. Hy vọng mong qua nó nhận, phải không? Sớm xe đi làm đông mà băng ngang qua đây nguy hiểm lắm à. Lẹ lên cái con là hết à. Rồi qua luôn. Qua luôn bạn ơi. Biết cho Tú vô không biết. Dắt cho à. Lấy cái biểu chắc nó cho vô à. Chỉ cần nó cho vô trong khu này đậu thôi cũng được nữa. Nó không nó không xuống hàng được vô nó khu này đậu đỡ. Good morning, ma'am.
Xuân Ly. My name is very difficult for you for now. Right here? Yeah, yeah. You smell good? Có đó rồi, đó 116. Ủa sao nãy nó nói là 116 mà ta. Sao nó được vậy con? Chú mục đó 116. Nãy giờ bọn nói kìa khen nó không, cái mùi đó. À, mày xài cái mùi gì thơm quá vô khen khen. Tao xạo quá biết không? Mấy chú video này khoái lắm, khen nó khoái. Rồi đó, cũng lỡ dài hình lần. Gặp nhau mễ kia mà khuôn mặt đẹp thiệt. Cái body nó xấu rồi, thân hình nó xấu rồi. Nó tại mễ mà nó đẻ là nó phì à. Mà khuôn mặt nó đẹp lắm. Để bảo khen nó mày, cái mặt mày nhìn dễ thương quá. Trời ơi, nó giữ cái bill luôn, nó cầm, nó đi tới, bà ẹo. Bà ẹo quá, ẹo lỡ bà đi tới đi lui. Bà giữ cái bill gần nửa tiếng đồng hồ luôn, không chịu đưa. Đứng chờ đó, chơi dại thiệt. Hãng này lớn lắm, hãng này Delhi local với lại Long Ho luôn. Wow, sáng sớm nó vô vậy quá trời trong đây luôn à. Sáng á tụi nó đi giao hàng à, đi local á, nó giao bằng cái đồ local vô á, giao như về mấy cái tiệm bán á, mà nó ưu tiên cho mấy cái đó trước. Sẵn lấy đồ cắt siêu luôn á, nó có đồ cắt siêu. Nó kiếm vô đâu mấy à? 81. Hả? 81. 81 hả? Anh cắt của anh luôn. Cắt luôn. Có thế cái mốt cắt kiểu này nó lẹ hơn. Cái này của mày cồ nè. Cồ. Cắt luôn, thành vô cắt luôn. Cái lỗi. Cắt siêu xài siêu bố quá, cắt được có bốn cái siêu không mà muốn gãy tay. Lên 116 ơi. Tốn cái đồ mấy mà. Trăm mười sáu tốn ngoài này nè. Hãng là lớn dữ hả? Mở có đi làm nghề xe tải mới biết là những cái món đồ mình mà xài mà chờ mà nó đem nó tới tiệm á thì nó qua biết bao nhiêu công đoạn mà tính. Đây 116 ở đây. Chúng coi kiểm mặt đinh rồi có phốt neo không? Tụi này xài đinh neo đinh không à? Nó sợ.
Ok, kính này cũng ok, không có chật lắm. Đó, thả thế cái này là vô luôn rồi. Một cái một là phải vô luôn. Thường ve cái này phải mở cửa. Dễ ve không? Đây, cửa thấy rõ hơn. Cái cầu thang ghê ta. Xíu à, cái đầu cong. Đó này kỳ vậy ta, sao nó để cầu thang gì sao dướng cái thùng của mình à? Sát vô cầu thang luôn hả? Sát vô đụng hư cửa cho ta. Sát quá đụng cửa à. Tôi lấy đồ. Bể bóng đèn không? Đừng có nói làm bể cái bóng đèn đuôi nha. Vô xong rồi thấy tới thành vừa tới. Đẹp trai quá, đẹp trai quá. Nhà giờ mấy hãng lớn ghê không? Hãng quá cho bự không? Đo 118. Chỗ này nó dễ được cái là nó vô, nó cho vô chứ thường thường mấy hãng lớn cái này nó không cho đâu, nó bắt đúng giờ á. Sáng sớm giải quyết cho mấy thằng nhỏ đi giao hàng daily trong mấy cái tiệm á, bán ở tiệm local á. Thường nó anh lô cho dưới kia trước quá, trên này không có shop đâu, trên này ở Đà Lạt sáng trời mát quá trời, mát rưỡi à. Là xe cái ABU nữa rồi, cái máy ABU đó không á, mua nếu mà đúng của nó là 9.000 á, máy phát điện á. Xong anh em vô xong hết rồi. Phải á. Ok, cảm ơn cả nhà đã coi video bắt nha. Anh Kiều nhiều nha. Anh em đã đi xong một chuyến hàng rồi đó. Lô hàng này ngày xưa là 4.200. Bây giờ xuống còn có 2.800 mà. Mà dầu hồi đó có 2 đồng rưỡi à. Còn giờ dầu tới 4.50.
Ôi trời. Ok, bye bye cả nhà. Thank you so much.